niên Công giáo đã chính thức đăng tải lời xin lỗi của mình. Đó là sáng ngày hôm qua 13 tháng 10, chúng tôi đã đăng bài viết so sánh hai cái cúi đầu với bức hình ghép mà không ghi chú rõ ràng. Chúng tôi thành tâm xin lỗi tất cả những người đã đọc, chia sẻ và bình luận bài viết này. Vẫn biết rằng những người bình luận và những lời bình luận tục tiểu mạ lị giáo hội và xúc phạm Thiên Chúa là không chấp nhận được. Nhưng đối với trường hợp bài viết cụ thể này, chúng tôi nhận phần lỗi thuộc về mình. Tuy nhiên, ngay lập tức lời xin lỗi trên được xác nhận chỉ là một cái cớ. Tuyên bố có tính khẳng định sau đó mới là điều mà trang tin này cần hướng đến. Đó là, chúng tôi khẳng định trang tin này không phải là tiếng nói đại diện của Công giáo, lại càng không phải thuộc cơ cấu tổ chức của giáo hội. Trong suốt 6 năm tồn tại và phát triển, chúng tôi nhận được rất nhiều góp ý chân thành của quý bạn đọc. Nhờ đó trang tin này ngày một hoàn thiện và bài bản hơn. Thế đấy, bấy lâu nay chàng thanh niên Công giáo sống nhờ cái mát của giáo hội. Nó vẫn sống mà không bị tẩy chay sau hàng loạt sự cố, mà cũng nhờ vào cái bệ đỡ vô hình mà nó lại tồn tại đến giờ phút này. Rất nhiều bà con dù đã nhận ra sự xấu xa, thậm chí bỉ ổi và phá đạo của trang tin này, dù đã nhiều lần đề nghị giáo hội lên tiếng, nhưng xem chừng vẫn không có phản hồi nào. Đó cũng là cái cớ để trang tin này vẫn tiếp tục ký tên và ký sinh bên trên cơ sở cơ thể lành mạnh của giáo hội. Và thật may là cái gì đến đã đến. Những đấng bề trên toàn năng và đã sáng suốt đã lên tiếng và yêu cầu trang tin này phải ly khai khỏi chính mình, dù muốn hay không. Thì để tiếp tục sống thì không thể có bỡ đỡ, trang tin này phải xác nhận. Đó thật sự là một tin vui mới cho những ai đang sống đạo và hành động vì tương lai của lợi ích của giáo hội. Đã rất nhiều lần tôi đã cố gắng thông tin với các bạn rằng là trang tin Thanh niên Công giáo không phải là một trang tin của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Do vậy cho nên tôi đã cảnh báo các bạn cần thiết phải xem lại giá trị của trang tin này. Và hôm nay chính bản thân nó đã bị chính giáo hội ly khai, và nó cũng đã thừa nhận rằng nó không phải là một trang tin chính thức của Giáo hội Công giáo, bởi vì nó đã làm mất mặt và làm ô danh ô hế giá trị sự thật của Giáo hội Công giáo khi đưa những tin xuyên tạc bịa đặt về các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội cũng như các hoạt động của nhà nước Việt Nam. Do đó, hôm nay một lần nữa tôi xin thông tin đến các bạn là trang tin Thanh niên Công giáo tuyệt nhiên không phải là đại diện cho người Công giáo.